Đây là vườn ươm cây giống của Hà Bưởi Ngon. Trước mắt quý vị bà con là giống bưởi diễn xịn, cây 2 năm tuổi, gốc to bằng tiếp 27, từ 21 đến 27 và có cây khoảng 30, được Hà Bưởi Ngon cắt tỉa tạo tán 2 năm rồi, nên là bây giờ ra mùa xuân rất là đẹp. Và hiện tại thì Hà Bưởi Ngon cũng đang gấp rút đánh cây cho khách đây. Cả đánh tay và đánh máy mới kịp. Máy thì Hà Bình Ngon có một cái. Và thợ đánh tay chuyên nghiệp đây. Hôm nay đánh đây, thợ đánh tay rất là chuẩn. Cực kỳ bầu, đánh bầu rất là chuẩn luôn. Đấy. Như này và Hà Bình Ngon sẽ bó. Đây, cây to đẹp. Bó bầu bằng túi ni lông và băng dính quấn. Đấy. Đất hôm nay mới mưa xong rất là đẹp. Nên là trồng cây thời tiết mát rời mưa thế này quá đẹp luôn. Đây là hôm nay huy động cả đánh thủ công bằng tay và đánh bằng máy. Mới kịp số lượng cây mà các khách hàng yêu cầu để chiều nay và sáng ngày mai chủ nhật đến đấy. Rất là đông. Cây này còn toàn có hoa rồi. Toàn chân dài miên man. Cây toàn... Úi dồi! Dẫm vào hố.